Ở thì chúng ta không có ban bệ, cũng chẳng có marketing, cũng không có những professional webin hay là bài vẽ chương trình hết. Tất cả tự tâm tự ý của mỗi đứa có tránh kiến. Webin này cũng vậy, mấy đứa này cũng vậy. Còn nếu mà thuộc có ban bệ những mấy ông thầy thôi, mấy con nhìn nhiều ông thầy ẩm bé bi đủ không dễ bổn, tại mấy đứa nó dễ cho mấy ổng vậy đó, để mà thu hút số lượng đông người á. Okay, ai muốn nói chuyện gì cứ đưa gợi ý, muốn hỏi gì đùa nói chuyện. Thì muốn hỏi gì con hỏi. Đại khái là con thấy ba người đó nó phá con xong, cái con đuổi đi cắm cái chuỗi của con độc tình á, thì họ kéo một lượt, thì họ mới đi ra khỏi phòng, họ nói con là tao xuống tao phá ba mày. Thì từ lúc đó tới bây giờ là ba con là giống như là cái trí không có rõ nữa. Thì sư phụ giải thích dùm con cái đó như thế nào, nóng tắm rồi coi như là con hỏi đâu có gì đâu. Dạ. Thì như vậy đồng thời ba con sẽ ăn uống bất thường nữa. Dạ. Đúng không? Dạ. Ăn nhiều lắm phải không? Hồi xưa ba con không thích ăn đồ mễ, giờ thích ăn đồ mễ rồi nữa. Nhưng lúc nó có. Đại khái là trong nhà mình có vong linh, rồi mấy vong linh đó, nó muốn nhập cho ai nó nhập. Thì nếu mà nó nhập không được để mình nó hưởng dương á, là nó ăn này ăn kia uống rượu rồi đó, thì nó sẽ gần mình á, mình có cái phản ứng gọi là mình kích động bất thường, tánh tình mình up down bất thường, là chuyện bình thường thôi. Là muốn hết ba con phải đọc kinh, cho nên tất cả hội thiên mỗi ngày đọc kinh, không phải cho cho phụ mà cho bản thân của con mỗi ngày. Giống như mỗi ngày con phải tắm, phải chà răng, thời đọc kinh cũng vậy, để tránh những trường hợp này. Còn những người không đọc kinh bị mấy cái này là thường lắm. Ma trong nhà hay mình đi nơi nào nhập mình á. Còn người nào mà đọc kinh họ thiên mang dấu thiên tâm không bao giờ bị cái đó. Đó là cái first guarantee. Với lại có con ở nhà có thờ cha mẹ, với để cái dấu thiên tâm ngay chỗ cái studio con làm, với ở dưới nhà nữa. Nhưng mà ba con thì không có tin hẳn lắm. Thành ra bây giờ có cách nào để cứu ba con được? Chứ hồi sẽ không cứu. Thì người không có biết sư phụ là ai, cũng chẳng có biết cha Phật là ai. Thụ xuống đây lập cái đạo cho mấy thưa là thầy. Nếu mà thưa là thầy Pháp hay là thầy làng hay thầy thầy gì á, thì thụ không có làm đâu. Trừ khi con của người đó là đệ tử, rồi cứ mang ba lên thì thụ có tình nghĩa thụ cúng cho một người lão quắc mà không biết họ thiên cũng chẳng là gì hết. Thụ đâu phải là thầy đâu, thụ nói từ đầu rồi đúng không? Cho nên con là họ thiên đó không? Dạ. Nhưng mà con phải góp sức gì với Thượng Đế đi, rồi để mà có công đức. Con cố. Ở đây có nhiều đứa gia đình nó cũng bị, nhưng mà thật sự là nó đã góp sức cũng một số công đức cho núi, cho thầy Hùng mới kể nể mới làm. Chứ còn làm cái này muốn trùng luôn. Cái núi của mình nếu mà làm vậy á, mấy ông thầy Pháp, thầy không có thông rồi, ế rồi sao? Ai đâu nuôi mấy ổng? Không phải tội nghiệp chấp của người ta rồi, phải chấp của đùa. Hồ truyền giáo cho người là thầy giáo, là thầy Pháp. Cái thứ hai nữa là mẹ con xin cảm ơn sư phụ. Hôm năm ngoái là bay qua đây chơi lên núi. Thì... Cao Hương hỏi mấy câu vậy con, mình hỏi đi chứ không phải con kể. Công nữa. Dạ. Ba câu đi, ba câu tấm thật. Với lại con muốn biết con là người như thế nào. Con cứ nằm mơ là con thấy những người mà những đứa bé không mà sư phụ, mà con không bao giờ bỏ thai ai hết, nhưng mà con cứ thấy đứa bé nó theo con cứu nó trong giấc mơ. Con không biết con là ai, nhưng mà cái tâm linh của con đó là cái giác quan của con rất là mạnh. Con có thể nhìn một cái người nào đó mà con đoán họ được là cái chớp gì nữa. Con không biết okay, nó toàn là chuyện khi có nạn mới ngồi đây, mới hồi thiên hàng gì mới giờ thì chứ không có nạn thức mấy ngồi đây chắc lúc trước giờ cũng chửi thù nhiều á. Nghe mấy người chửi nhiều là không theo sư phụ luôn á. Là
thầy cái hàng nén tùm lum hết tới bi gì tới ba bị ma nhập nó ngồi đấy ai đi lỡ mặt. Con nghe sư phụ là con hiểu luôn, từ lúc đầu là con biết đạo Phật hình như thế nào. Dạ con là thờ cha mẹ. Năm ngày là con thuộc chú Đại Bi các chú luôn. Tại hồi xưa là con chiếc ok chị nó không có gì khóc. Dạ. Con đã lên núi lên điện mẹ đó. Lấy mấy chai nước rồi bỏ vào lên đầu rồi cứ cắn trên điện mẫu á là hết tự nhiên hết. Cứ về núi là tự nhiên mấy cái này go away. Không có gì nữa. Ok rồi cái đệ tử nào hỏi gì nữa. Ba bệnh để bị đeo khẩu mấy gì nữa. Tức là có lợi đằng trước không mà không có nghĩ cái chuyện mà cái mục đích của sư phụ, mục đích của thiên là sư phụ đưa người về trời, có hiểu không? Chứ không phải là trị hết bệnh rồi lắm cảm lòng vòng ở dưới thế gian này đâu. Gần vô. Dạ trước tiên là con hồi hướng cho sư phụ, sau đó con thấy hồi hướng của Đức Tổ, nhưng mà mỗi lần mà nói tới sư phụ nó mắt con rớt, mà hả nghĩ tới sư phụ cũng bị rớt. Mà thật sự con không phải là muốn khóc mà tại có bị hoài. Thì đừng có bỏ tên sư phụ trong đó, sư phụ con đừng có bỏ tên sư phụ trong đó. Dạ sư phụ tự nói sư phụ được rồi, con nói cho con. Dạ không phải, mà mỗi lần con nghĩ tới sư phụ tự nhiên mắt con rớt, không biết lý do. Thì con cứ lo cho con được rồi. Với lại thánh cho tên cho bụi vô làm gì, cô còn đang sống mà. Với lại khi mà con thấy trong cái lúc sư phụ đi bên nhà thiếu sân, sư phụ hỏi ăn cơm Dũng cái vụ này sáng mấy đứa các bạn hết bằng lôi lấy rồi giải thích. Sư phụ rất là bình dân, sư phụ là đàn thấu sáu thượng lưu cũng có, sáu sao bảy sao cũng đi qua hết, sải gì cũng có, đồng hồ xịn cũng có, đồng hồ dởm cũng có, nhưng mà trong lòng không có chắc là cái gì dởm, cái gì xịn, ăn cái gì, miễn sao lúc đó thù thích cái gì mới là quan trọng, mình thấy ngon quan trọng. Tại lúc đó Houston á, cái nó hấp hấp, mà nói chuyện 3-4 tiếng nó mệt, rồi mấy đứa đưa nóng lạnh nó sau lưng á, tại vì mấy khi nó không có thấy, thì bộ chỉ là yêu cầu là nước lạnh với cơm thôi, còn cháo thì nó sẽ lỏng ruột. Húp cho nó lẹ chứ không gì. Sư mẫu là người đưa chai nước cho phụ mà, cái mặt của bà trên phim đó. Quan trọng chúng ta xuống đây là làm cái gì cho người xung quanh. Còn mấy sát phàm phụ á là tự sư phụ biết ăn cái gì và đã biết làm cái gì và biết lúc nào phải ngồi thiền, lúc nào phải nhập thất, lúc nào phải đi ra nói chuyện. Thì mấy con đừng quan tâm mấy chuyện ăn uống, sư phụ làm sư phụ vẫn là tam tịnh nhục để cho hậu thế đời sau á họ có một cái con đường dễ sống hơn. Chứ giờ đạo Phật ăn chay trường người ta tu ăn nó cũng không phải thành Phật nữa. Ăn uống không phải thành Phật, cái quan trọng mình làm gì mình nó thành Phật. Nhưng sư phụ chỉ nói sau khi hội Việt Nam làm vua một thời ổn định lên nước Việt chúng sẽ đi tu. Hồi đó lúc mà 10 năm về trước sư phụ đòi đi tu mà nãy sư phụ có kể sư mẫu và khóc mẹ mình con á chưa có làm xong nhiệm vụ, con không có được trốn bỏ. Sư phụ vẫn thích đi tu hơn là đi ngoài đời. Nên sau này sư phụ cũng phải ăn chay lại giống như hồi ngày đầu, cũng đi kiếm gốc nè. Nhưng mà sau khi nước Việt giàu có, không về chứ đi chứa được. Thưa mẹ là mấy vị là cản sư phụ mà. Thầy cũng vậy nè, mẹ nè, cha nè. Sáng sư phụ ngồi xe có kể mấy đứa nghe không? Cũng cái câu chuyện vậy, tại vì mấy tay đông quá không có nghe. Lúc đó thì sư phụ chưa có biết là sẽ sau này về lãnh đạo nước Việt, chưa có biết cái thiên Việt, chỉ biết là thiên tâm ra đời thì sư phụ muốn đi tu để mặc áo vàng để mà độ muôn trùng cả thế giới. Cũng giống như ngài Minh Tâm Quang, ổng đâu phải là đạo Phật, ổng cũng kiểu sư phụ có chút lực chút thần thông, có mặc áo vàng độ người. Tức là sư phụ phải đi tu như vậy mới được độ nhiều người. Thì thời đó sư phụ nghĩ là đúng.
Tại vì hồi đó có hai em vợ chồng trai gái chi nữa. Nhưng mà ngược lại bây giờ Thuận mới biết là cha mẹ tính rất là siêu, nửa đời nửa đạo. Nếu mà Thuận đi tu thâu và kính thiên đâu đâu có đúng. Thì từ đó bây giờ mới còn đứng ngày đây. Chứ là giáo chủ mà có vàng cũng biết không, nó mới nhiều nhiều tín độ. Nhưng mà sau này bây giờ mới biết là áo đời sau này về trời nhiều hơn là hơn những áo chàng nữa. Mấy con sư phụ nãy sư phụ để cái gì cho lậu con cho con thấy rần rần cái gì thắp rần rần đó thì nó có đang hút bụi đang hút cái ngu của con á. À đứa nào ngu nhiều á, có rần rần anh ngu nó chạy lên. Con này không phải là một bình thường nữa, cha bỏ power vô trong này, thần thông vô đây, người con sư phụ nữa, nên nó có cái định lực rất là mạnh đó. Con hỏi em này cũng đi lượt, em cũng bị, em cũng bị chị ngu nhiều quá hết sao hết. Vậy là tốt, tức là biết cái này nó là phải cục vàng bình thường đâu. Rần rần con nghe được á, lọc cọc lọc cọc học ngay chỗ này. Rần rần luôn hả? Dạ, con nghe rần rần nó sao lọc cọc ngay chỗ này mà con cảm giác được. À dạ, nghe vậy đó. Nghe lọc cọc lọc cọc ngay chỗ này á. Sức khỏe cũng quan trọng, phải tự liệu á.
Còn nhập định mà sức hồn á, phải ăn chay. Có là có thiệt. Mình nói tha mình trước.
thì mình mới về trời thường mới cứu mấy con được. Còn mấy con không có tha con chứ, khó cứu lắm. Đó là tại sao cô thường nhắc là cận tử nghiệp là lúc quan trọng nhất. Cái thân hồn á, nó còn tham, tham tiền, tham hột sò, tham này tham kia và nhiều tài sản quá, tối ngày cứ tính để lên đóng tài sản. Thì vợ mình nó làm tiêu, con mình nó làm tiêu, mình tiếc mình không có đi được. Cho nên những người giàu khó về trời ấy. Tiếc của, mình sống mình tham, mình chết mình còn tham hơn nữa, tại chết ích kỷ. Tại khi mình thành hồn ma đó là mình cô đơn lạnh lẽo không ai để ý mình, mà trong khi cái công đó cực khổ là mình tạo ra, trong khi á là mình là người chủ nhà, mình nấu cái là vợ mình bưng cơm lên hay là con mình nó tới nó chào hỏi mình. Nhưng mà hôm nay á mình chết rồi, câu nó về á, nó lộng hành rồi nó đem bạn nó về, rồi tiền của mình á ăn tô phở dám ăn, còn nó xài sang, nó xài khủng khiếp. Tại nó đâu phải là người làm cái tiền đâu, nó biết tiết kiệm. Thì lúc đó mình là hồn ma, mình đứng mình ngó, mình tìm kiếm những cái sự việc đó. Ma chết đâu có yên đâu, ma bị sốc lắm. Chẳng qua nó không có máu, nó không có lên máu, nó tức thiệt á. Nó hồn ma tức về thấy chồng, thấy con, thấy vợ quậy á. Làm người nhiều lúc còn đã hơn, rồi giận cái đỏ mặt nó là thôi đúng không. Hoặc là ma tức cái chẳng làm gì được ai, mà tức hoài luôn vậy đó. Dạ con thưa sư phụ, sư phụ vui lòng cho con xin một câu hỏi dạy cho con. Là thường ở nhà nếu con tụng kinh một mình con á, thì kinh Thiên Tâm Đạo quy một quyển kinh thì con tụng khoảng chừng 1 tiếng 15 phút cho tới 1 tiếng 20 phút. Nhưng mà những lúc mà có những đầu 3 ngày 18, 18, 28 thì có mấy vị ở gần con cũng theo cha, theo mẹ, theo sư phụ cũng tới cúng làm lễ để cúng với chúng con. Thì những lúc đó con tụng chậm chậm để cho họ theo kịp đó, thì có 2 tiếng. Nhưng mà một mình thì con tụng 1 tiếng 15 phút đó. Nhưng mà có con có nghe là có nhiều vị đã nói rằng là mình tụng kinh là phải từ từ chậm rãi để mà mình để cái tâm mình vào trong lời kinh, còn tụng mà lẹ quá thì không tốt. Thì con phải làm như thế nào, tụng thế nào để cho nó đúng sư phụ? Tụng kiểu nào nữa, cái tâm của mình đừng có sốc chừng nào là mình ok. Tụng quen thì lẹ thôi, trong chùa mấy thầy tụng lẹ đâu có sao. Cho nên con cứ là lẹ là tốt. Mấy chư vị đều chứng hết. Có người mà mới vô tu mà con tu theo kiểu họ không có định lực, con bực lên á thì bao nhiêu con đọc kinh nó mất hết công đức. Có cảm ơn sư phụ. Người ta sẽ làm cho mình bực đúng không? Dạ. Đọc chậm quá. Đọc lẹ. Con hỏi ông bà mình già mà mất ở trong lúc đám tang đó, kinh đạo Thiên Tâm mình đọc kinh gì sư phụ? Đọc kinh Nhất Thụ hay là kinh Cầu Siêu sư phụ? Già mất hả? Con đạo Thiên Tâm hả? Thì con lấy nguyên kinh của sư phụ á, ở trong đó có kinh A Di Đà, kinh Cầu Siêu cũng vậy. Nó có 2 loại nha, cái loại đọc hàng ngày, cái loại mà kia đó. Con có loại kia không? Có loại dày á, nó có kinh A Di Đà đọc cho ổng nghe, nó tả về cảnh trời á, để cho ổng khoái mà. Còn đọc kinh thường cũng được, không gì hết. Có kinh là được rồi. Để mình nhắc nhở, mục đích đọc cho người âm nghe, mình nhắc nhở là họ cho họ biết là họ chết rồi, họ không còn mang thân người nữa, họ chỉ có Phật mới cứu họ thôi. Ngoài ra họ suy nghĩ dẫn dơ về chuyện thế gian, không có giúp đỡ gì được hết. Chỉ cho con hỏi một câu nữa, phụ nữ mà trong tháng mà mình dơ có kinh đó, phụ mình đọc kinh có tội không? Không có tội, nhưng mà vì không có đứng gần đã được. Mình đọc kinh thường, mình đọc kinh là chư thiên tới gần mình. Còn con dơ thì mấy vị chỉ ngó ăn cái thì mấy vị xẹt đi. Nhưng mà không có ai đứng đó. Còn bình thường á thì con không có cái đó, mấy vị đứng đầy. Nhưng mà vẫn đọc
rửa. Dạ con cảm ơn sư phụ. Nhưng mà xúc miệng mới đọc cơ phải chờ răng nha. Kêu tên người không? Ê Linda, ê John, hãy đưa con cái cốt nó, xích lòng nói, trời ơi, nó tỉ phú quá. Hôm nay xin nó hát cho nên trở thành chó như nhà chú phụ. Cái hiện giờ có con chó mặt rê đen, cái chùa ôm ôm nó có ngày, hồi đó, dễ thương quá, chó mới đẻ ra cái chú phụ bắt nó về. Tối ngày thì hồ mùa Covid á, thì hồ ẩm á, ẩm nó lại gì giống như mấy con cần thì hồ để cái tay. Trời ơi, vậy mà tự nhiên cái bác sĩ nó bữa nó bị bệnh, cái đem đi thì nó chết. Cái thù quản hồn mới vừa đem về tại sao chết? Thì mới biết là khi mà thù ẩm á, nó mừng quá nó giảng sanh. Tại vì cốt của nó tên là Linda, một cái bà triệu phú ở đây Monterey nè, cách đây chừng tiếng rưỡi, người Mỹ. Giờ đầu hai thành nó người Mỹ trắng. Ông ấy ổ buồn quá phải làm sao. Cái đầu thì hụ nó chuyện với mấy chị, mấy chị mình á, hụ bạn bè ở bên kia nhiều. Làm sao cho nó sống là đừng có chết. Cái mấy chị nó trời ngày thương nó quá hả, giờ nó được phước ngày đi giảng sanh thì cho giảng sanh. Thế tôi mới đem về nuôi mấy đứa nhỏ nhỏ thương lắm. Thì từ bữa tới giờ là như 8 tháng này. Vậy thì thôi cho nó sống thêm năm nữa. Tại bà cần phải đi đầu thai đó. Ghê không? Cho nên không chỉ là chó thôi thì nó sẽ gần như hồ nó sẽ chết. À, người thì gần như hồ sống dài. Cho nên bây giờ nó không có bệnh nữa. Nhưng mà cái gì nó chừng năm mà. Đó là tên là Khớp thì tại đó thủ đâu biết đặt tên gì đem thôi à. Đó, thằng này là Shinobi là tuyết. Hai anh em hai mặt rơi nhưng mà cắn thường có ẩm tối ngày. Thằng này thì không có bệnh. Thì tôi mới hỏi là người này là ai, thì mấy vị trả lời nó là một người mà người mỏ da đỏ đầu thai lại, tất cả đều là người hết. Cho nên con được tưởng chó là người á, cho nên con phải treat nó very well nha con. Sư phụ thì bọn con thấy được nhiều cái sự màu nhiệm á. Bọn con biết sư phụ là, bọn con tin là sư phụ là Chúa Giêsu tái thế, rồi cũng tin là Minh Vương và Phật Di Lạc.
Nhưng mà giống như những cái người bạn của mình ấy, thì họ thấy như vậy thì họ nói là ủa tại sao mà sân tùm lum vậy? Tại sao là vừa Chúa, vừa vua, rồi vừa Phật Di Lạc? Thì bọn con cũng có giải thích nhưng mà không muốn sư phụ nói để cho nó rõ ràng hơn, giải thích cho mọi người. Vì sao mình có mấy trăm quốc gia? Tại sao mình có rất là nhiều đạo? Tại sao mình có rất là nhiều tiên tri, Notre Dame, Kaiser, rồi và Nixon, rồi Vanga? Sao có chẳng trình Lưu Bá Ôn, rồi sao có Hư Bối Đồ, Bối Ca gì đại thắng đủ lắm, rồi có Đức Thầy nữa, Ngũ Đại Truyền Thừa, Sư Giải Báo Khoai, rồi Đức Phật Trùm, Đức Phật Thầy Tây An, Đức Bình Phú Sổ, vân 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 vân. Tất cả những gì đó là những vị Phật Bồ Tát chỉ nói về một người, đó là sư phụ, chỉ là khác danh từ thôi, không hiểu chưa? Mỗi quốc gia, mỗi quốc trinh họ khác, nhưng mà chỉ nói về riêng gì, chú trọng về một người, đó là đây. Kinh nào cũng vậy, cả kinh Linh Phi Châu cũng vậy, nói thần của họ sẽ trở lại. Bên Ấn Độ cũng vậy. Nhưng mà mỗi một quốc kinh, mỗi một quốc gia, mỗi một tôn giáo, họ đều dùng danh từ khác. Chuyển Lưng Thánh Dương giải thích rồi, Kinh Khải Huyền cũng giải thích rồi. Di Lạc Cư Lạc Nghiệp, Di Lạc là cuộc đời sống an lạc, thì xuống xuống đây để mang cho nhân loại đời sống an lạc. Chuồng xuống đây, cha vũ sổ qua đi cầu này, mười cái bom nguyên tử nó nổ thôi là chết hết. Cho nên tất cả kinh điển nó cùng một người, đó là thuộc, mà dân từ khác thôi. Con hiểu chưa? Tại vì họ chưa có truy cứu hiểu hết. Chứ giờ ông Lưu Bá Ôn, ông nói sau này Di Lạc không sanh ở trong hoàng cung làm thái tử, cũng không ở trong tu viện. Tu viện là công giáo cũng là tu viện, Phật giáo tu viện, Hồi giáo cũng tu viện, những đạo khác cũng tu viện. Thứ phụ không có thuộc về ngũ đại truyền thừa trên thế giới, mà ông nói sanh ra một nhà dân giả trải vàng khắp cả Bắc Nam. Thì một người bình dân, đó là ông trong bên Tàu Lưu Bá Ôn. Còn bên những kinh của Hàn Quốc cũng nói như vậy thôi, về Đức Chân Trinh cũng nói như vậy thôi, Bảo Giang Thiên Tử Sức. Tại sao không nói là Sài Gòn Thiên Tử Sức đi? Bên nó nghiền kìa. Rồi ở bên để giết nhà ta nói rồi. Khi mà họ chắc á, họ kiểu nào họ cũng nói được. Ở trong ngồi trong phòng này hay là trong 5,000 đệ tử từ xưa giờ đến núi theo ông Sơn thù dễ lên chán, tôi bảo đảm hơn phần nữa có chữ sư phụ. Đứa nào chữ vô lên thù xóa tội liền, đó hàng Nga chữ nhiều nhất. Bây giờ nói hài phải nên làm là lấy công chúng tôi nhiều lắm, tại nó như đứa không dám, đứa nào cũng có ha, khó hiểu lắm. Cả bản thân sư phụ ngày đầu tiên mà sư phụ đã đi tu mà mấy gì không cho đó, sư phụ bị bệnh muốn chết luôn á, hỏi sư mẫu này ngất ngư á, chết thiệt á. Cả bản thân đâu bao giờ tin đâu, nhưng mà sư phụ biết người bất thường thì bị hành vậy. Đến khi mình phải tin và mình phải chấp nhận cái nhiệm vụ của mình thì từ đó sư phụ mới như vậy, vừa khôn ra vừa mạnh hơn, vừa có tiền nhiều hơn, cha đỡ nhiều hơn. Chứ hồi xưa cũng không có bao nhiêu giờ. Tất cả đều là danh từ đó, nó cùng một người, một thời đại. Mechaya hay là Messenger hay là Di Lạc đều là nghĩa nhau. Chuyển lên Thánh Dương cũng giống nhau, Minh Dương cũng vậy, Phong Thánh Di Lạc là vua cũng vậy. Đó là chữ nghĩa. Quan trọng nó thiệt hay giả thôi. Dàn thiệt thì nó có nhiều cái để chứng minh thiệt, còn dàn giả không có gì chứng minh.
Dạ thưa sư phụ, lúc con biết sư phụ là con đã biết sư phụ là Phật Di Lặc ra đời là chuyển lực thánh dương. Nhưng mà con muốn cho những người gia đình con hay là anh em, những người họ hàng, bạn bè quen biết biết, muốn cho người ta biết đó là sư phụ, là Chúa tái thế. Nhưng mà khó quá, con không biết làm sao để con có đủ cái năng lượng đó để con nói cho mọi người hiểu. Rất là khó cho con, thưa sư phụ. Rồi, rồi con lấy cái hình nào sư phụ ấy vậy? Chửi ông này cho nhiều cho tôi. Không thế thôi. Tại khi chửi sư phụ á, ban đêm sư phụ mới độ được. Phải giao duyên với sư phụ. Ý là giao duyên ác hay giao duyên thiện. Mấy đứa đại tử nhớ sư phụ kêu sư phụ ban đêm cũng có tết, tôi biết nó nào kêu mà. Thì cứ chửi, học sư phụ không có dạy bậy đâu. Cứ chửi ông này cho nhiều giùm tôi. Làm thử đi, rồi dài 3 tháng sau học sẽ bò về Tiên Long Sơn kiếm sư phụ. Không tin hả? Kiếm thử. Hả? Tin thử. Tại vì mình độ người sống khó, không nói chuyện rất là khó. Này nhìn cái tướng vô làm sao người ta tin. Nhưng mà trong bô vi á, quảng hồn á. Chửi quá bị ẹt không sư phụ. Hả? Chửi quá bị ẹt. Không sư phụ không quá. Chửi với những người mà qua đây có cái ý đồ gì không đúng á, là trước khi có chuyện ấy là có chuyện đó mấy gì đẩy đi hết à, mấy gì scan hết à, hiểu không? Nhưng mà mình cũng phải phòng trước khi mà ai làm cái gì đó phải suy nghĩ một chút. Mình đói cũng kêu trời ơi, khổ với trời ơi, thiếu tiền với trời ơi, được vợ đẹp với trời ơi, mất vợ cũng trời ơi, vợ út cũng trời ơi, sanh con ra cũng trời, cái gì cũng trời. Vì tại sao mình lại đối xử với con trời bạc bẽo? Suy nghĩ đi, con trời đâu có làm gì đâu, chỉ mang phước cho nhân loại thôi mà, hiểu không? Tại sao mình lại lấy oán báo ân như vậy? Suy nghĩ đến tất cả các đạo giàu gió thằng ăn cướp, nó vừa cướp ra khỏi nhà băng được đóng tiền về nhà nó trùi đã quá cũng kêu cha, đúng không? Bất cứ gì cũng kêu cha. Vì sao đối xử với con với cha mang thân phàm tệ bạc để làm gì, có ích lợi gì không? Khi nào mà sư phụ làm gì xin tiền ta hay gạt gẫm người ta hay là nói cái gì không đúng hay là cái gì mà nói chất quớ chặt hay gì á, thì có quyền, còn sư phụ không có làm gì sai hết. Đây là tỉnh nhìn có ông trời hiền lắm. Có một lần á, thưa cha nói ai mà đụng tới con là sẽ bị trừng trị thẳng tay, cha ra lệnh đó. Cho nên cả cái làng này á, mà lúc mà chuyện xảy ra với chùa, nhớ chuyện mấy đứa biết chuyện với chùa phải không? Mà thường cạo gió, chùa cạo gió, cạo luôn á. Chùa chùa giờ bị cả làng này với mấy ông thầy pháp danh á dùng cái chuyện nội bộ á, rồi nó bôi bát cái phụ là thỉnh đi liền, mấy thiên tướng đi xuống là lấy hồn đi liền. Rồi mấy gì kêu là triệu hồn vậy để mình trừng trị người nào mà là phạm nặng quá, nhiều người bị. Không ai hỏi gì? Lạnh quá thì tắt cái đó, còn nếu không lạnh thì cứ để nó mở. Thu nghĩ tắt cái đó thì mở cái này để cho dễ thở được rồi. Tại đông người sợ ngộp thở nhưng mà tắt cái máy lạnh đi. Để lại off á. Cậu dậm này à.
Mình có một chiếc trâu ở dưới đất, trời nhỏ, đúng không?
mấy tuổi, con thấy cái hộp, lúc con mười mấy tuổi á, con nằm mơ đó, con thấy cái hộp kia con bị chôn dưới đất, con chết, em có thấy mấy con bò đấy ăn thịt của con sợ hãi lắm, em có nói lúc lớn lên đó là con nói nếu mẹ chết hay gì á, thiêu mẹ không bị chôn, tại sao? Tức là con sợ bị chôn không? Dạ. Con sợ bị chôn lắm, con nhầm, con gần mơ. Sợ bị ngợp không? Không bị ngợp. Tức là chứ còn bị tại chôn sống rồi, cho nên giờ sợ bị chôn. Không, con thấy mấy con bỏ nó ăn con sợ lắm. Con không thích như vậy. Không thích thì mình đốt. Không, đốt nó thành cái cho thì đâu ăn được. Dạ, không phải, con nói con cảm thấy như vậy luôn á. Thì con cũng nghe lấy đầu con nhỏ vậy cũng ok, không có gì hết, nó là sự thật vậy mà, có người quên có người nhớ. Tại vì qua cái cầu ăn cháo lú á, người ta ăn nguyên tô, con ăn có muỗng này, cho nên con nhớ gì ăn có chè, ăn có muỗng này, không chịu ăn nguyên tô, ăn nguyên tô đi cho dễ xử. Tại vì màng nào ở xong màng đó phải không, mình nhớ màng cũ giống như cái người mà gọi là Phật gọi là không có chánh niệm đó, mình nhớ tiền kiếp, mình nhớ đây rồi tiếp xúc cổ vô vi này nọ, mấy người đó cứ lừng sừng đó, không có làm, không có sót, không đời cũng nửa đời cũng lửng nửa bên kia. Ừ, thấy làm hả? Là, thấy vô làm gì? Thầy chị kêu hoài thì tới hoài chứ có đâu. Không, nó là kêu hoài của tới hoài nè. Con không có kêu sư phụ mà mỗi lần con có để con cũng vậy, con cho bộ con không có kêu mà con thấy hoài à. Nghe dạ. Mình đặt kiếp trước của Hoàng Phi của chú Hồ. Thật sự nó có cái thằng giao cách cả. Nó không cứ lo tu đi. Khi nào có nạn kìa, không có nạn mà cứ kêu kêu tối ngày. Không kêu thì con không kêu. Không kêu à. Con thấy sư phụ tới nhà. Cái chị con nói chị không có tên, cái con mới nói sư phụ điển cho chị con đi để chỉ tin sư phụ. Cái sư phụ bỏ cái ông rồi chị tới khi nào mà đứa nào có đại nạn á, bị ma gượt hay là bị gì khủng khiếp á, ngồi tới liền là xẹt xẹt. Nhiều người có đó. Tại sư phụ nói là muốn gặp sư phụ là phải nội tiền lập chân mỗi ngày, cho nên con làm như vậy mỗi ngày, cho nên con thường thấy sư phụ. Với cha mẹ là quan trọng đúng không? Rồi sư phụ ở đời này dĩ nhiên là sư phụ gần trái đất, còn cha ở cách mình tới mấy tỷ ánh sáng luôn mà. Thì thánh sư phụ lệ hơn thánh mấy gì. Không phải nhiều lúc tụi coi lại có một tích cười thật nhiều đứa kiểu này kiểu kia á, người đâu có nói gì cho nó hiểu. Cái con đều là người thân của sư phụ hết, mấy thằng lính đâu hãng á, sư phụ coi lại toàn là lính không à, những kiếp sư phụ ra từ giờ nó cũng trở thành thợ cái sư phụ cũng ghét rồi vậy. Không hẹn mà gặp vậy. Sư phụ, con muốn hỏi sư phụ giờ chắc nói gì á? Mới đây Elon Musk làm cái chip và gắn vô cái não của người ta, mà có cái ông mà tê liệt con gì á. Bây giờ thì chỉ cầm chưa là được đó. Cái tương lai đó làm sao vậy? Trong tương lai con người mình không có nên đợi bất cứ điện tử nào đụng vô người mình. Tại vì con người mình nó phải living natural, nó phải ngồi thiền, nó phải thông thả,
thì mình mới trở về cái tánh không của mình. Cái linh hồn của mình là siêu việt, linh hồn mình là tiên, là thánh, là Phật. Còn mà cứ cấy mấy cái đó vô riết á, con người của mình nó bị delusion, nó không còn thông minh nữa, mà nó chỉ thông minh dựa vào một cái technology đó. Ở đây có một cái cực kỳ làm sai, ai mà coi lại clip mà lúc mà Sư Phụ ngồi những năm đầu ngồi những chiếc OV nói chuyện đó, lúc đó Sư Phụ vừa phát hiện được cái hãng Apple trên này, nó làm vòng tròn ở trên nó là solar không à, 40-50 nghìn điện quá, rồi ở dưới mười mấy người toàn là master kỹ sư làm việc cho hãng Apple. Mà Sư Phụ bảo đảm những người đó không điên cũng khùng, mà tệ nhất là không có ngủ được, và đồng thời tuổi thọ giảm rất là cao. Đừng có hòng những người đó mà có một cái tâm bình an. Tại vì con người của mình nó sống thiên nhiên, tự nhiên, linh hồn của mình mà, óc của mình, não của mình nó nhạy lắm, mà trên toàn là điện nó chạy rầm rầm rầm. Con nghĩ làm sao, trên giường ngủ cũng vậy, đừng có để điện thoại gần nha. Wi-Fi nó làm cho con bất ngủ, để nó xa xa một chút. Thì cái này cũng còn hơn nữa, không có nên đụng tới điện tử. Ở trên trời đâu có điện tử đâu, trên trời thần thông không mà, thần thông còn cao siêu điện tử nữa. Trong tương lai con người chúng ta sẽ giống chung với robot, thì không chung với UFO hết. Thì thành phần đó thì kệ nó, nhưng mà con người chúng ta phải điều khiển đó. Thì con người chúng ta có lương tri. Giờ thằng robot nó tới đó là hãy nó thấy cái object là nó cứ bắn. Người xấu nó cũng bắn, người tốt nó cũng giết. Vậy đâu còn cái min gì nữa đâu. Hãy thấy nó thấy hở cái giống nhất là nó bắn đúng không? Nó không phải như vậy. Nên là nó đi hơi cao siêu quá. Gắn chip vô não. AI ha. Sau đó nếu mà gắn được á, Sư Phụ cần mua 4,5 triệu con chip. Gắn vô lên đảo 4,5 triệu ổng bệnh. Program vô không được tham nhũng. Là quốc gia của mình thôi giàu lên. Cô cần mua. Lập trình vô. Đó. Vậy là nhà mình không có nên gắn solar nữa. Đó, trên lầu, ý là đừng có để nó gần quá. Ok, nó có cái miếng gạch rồi, nó có cái máy rồi. Con xin hỏi sư phụ câu hỏi. Con nằm trên bao, con thấy con có một giấc mơ, thấy cái con thấy một ngôi chùa cổ mà con không biết con có một mình con ở đó, thì nó là ý nghĩa gì, xin sư phụ giải thích cho con. Qua bữa nay làm ngày đó đêm dễ mộng vậy đó. Mệt quá. Mơ chỉ mình được đó. Hỏi gì quan trọng đi, to nó đi nhé, mộng không đi. Sáng có thằng Đức Tiến đó, nó hỏi mấy câu quan trọng á, rồi trả lời hay đó không? Tại vì tùy trình độ mọi người hỏi. Cái quan trọng nhất để Sư Phụ nói lại thiên tâm chúng ta là như thế nào. Thiên tâm là sống đời sống sung sướng, về trời cũng là thiên đàng là sung sướng. Còn nếu như thế gian chúng ta sống không sung sướng, chúng ta khó về trời lắm. Còn chúng ta sống mà lỡ như đã lỡ thầy, lỡ thuyền, lỡ bạn, rồi lỡ rồi, tức là không thay đổi được cái status của family á, thì chúng ta nên ngồi thiền và đọc cuốn kinh, rồi cứ hy sinh một đời này. Còn lâu bao nhiêu năm nữa đâu, giỏi lắm, vài chục và dữ. Vài chục năm đau khổ với vợ với chồng không? Nhưng mà mình có cuốn kinh, mình có cha mẹ cũng là sung sướng. Sung sướng cái hỷ lạc khi mình ngồi thiền đọc kinh, Sư Phụ bảo đảm mấy con về trời. Okay. Một là sung sướng dẫn chồng dẫn con đi bãi biển. Đi bãi biển xong, đi về cái sân xong, về nhà đọc kinh ngồi thiền, được hai sung sướng. Nếu không được cả hai thì một, quên đi chồng, quên đi con làm khổ mình. Mình ôm cha ôm mẹ mình, ôm cuốn kinh, ôm ngồi thiền, ôm núi Thiên Long Sơn, một đại gia đình chúng ta
tất cả huynh đệ tiến mùa hội thiên không bao giờ bỏ bất cứ đứa hội thiên nào. Mình có đại gia đình, mình không cần bất cứ ai ngoài đó. Tất cả gia đình chúng ta đùm bọc chúng ta. Đứa đau khổ về Thiên Long Sơn cũng có mấy đứa khác lo. Đó là đại gia đình. Ngoài kia họ không có cái đó. Nơi nương tựa tinh thần là một cái destiny cuối cùng, điểm đến cuối cùng, đó là về trời chung. Còn những cái nợ nần gâu ria gãy má mà mình đang dính phải thì mình cứ coi như kiếp trước mình mắc nợ họ, xả cái nghiệp, hy sinh xả nghiệp, nhưng mà xả vui nha, đừng có ỷ lại có bút kinh có ngồi thiền rồi cái về dằn vặt người ta hoài á. Đó là vô chí thuyền vậy. Còn sư phụ là ai thì hôm nay mấy con cũng biết, cha mình là ai con cũng, mấy đứa con cũng biết. Rồi tại sao thù đứng đây, tại sao mấy con lại mang họ thiên hảo mang Joseph hay Maria hay là diệu này hay là thiên nọ mà là thiên? Vì thiên đạo là một cái công thức tu tập lẽ nhất, mà về trời cũng lẽ nhất. 12 giới luật bằng 350 giới của bên đạo Phật. Ai mà giữ đúng 12 giới là được về 100%, là về tầng cao luôn á. Trong thiên mấy thầy phải giữ 350 giới. Còn cái giới thứ nhất của thiên tâm á, là nhân lễ nghĩa chí tính á, là cũng giống như không tham, không giết người, không trộm cắp thôi. Là một giới của thiên tâm bằng ngũ giới của Phật. Con về con coi lại. Còn 11 giới kia là thôi quá trời luôn. Có một cái là mấy con sẽ không làm được. Giới thì số 11 á, mà ở trên đặt á, không sợ già đó. Mấy đứa con có là không sợ già không? Có. Hả? Thiệt hả? Hàng chị không thấy mắc cấp. Nhưng mà có nhiều đứa sợ già thì cũng ok, cái đó là tạm nhỏ. Đúng không? Rồi không sợ nghèo. Sợ luôn. Hả? Không sợ luôn không? Sợ luôn. À, không sợ bệnh nữa không? Tại nó lỡ bệnh là cho bệnh luôn đi. Thì nếu mà người mà như ở tuổi như cỡ 7 trở lên á, bất cần nhìn thì nên giữ cái giấy đó. Đời về đâu có cần chồng, không cần mấy cấp. Mà lỡ như có bệnh ngày mai tôi đi, tôi cũng có cha trời, tôi cũng có hội thiên rồi, đúng không? Thì cái giấy đó để an ủi, để là hành động và thực tập cho ở cái tuổi từ 70 trở lên. Còn mấy con trẻ trẻ thì nên né cái giấy đó hoàn toàn. Mấy cấp giùm cho sư phụ. Trời ơi. Tại vì mấy con chỉ cần có khoảng thời gian at ending thôi. Còn này còn đường dài quá, giống như tôi theo kiểu làm kiểu trời tội nghiệp đó. Cái gì mà năm thế? Năm thế chục năm sau tội nghiệp đó. Con chỉ cần 3 tháng cuối cùng, không cần sợ già, không cần sợ bệnh, không cần chết. Thì ok, 3 ngày cũng được. Biết trước khi mình chết, cỡ 3 tháng, 3 ngày, 3 tình. Còn giờ thì cũng hơi ra đường, mới coi cho được một chút. Con xin hỏi sư phụ cái này nè. À, con có một đứa em nó con à, thiếu à, không có ai còn hơn nói chuyện nghe nhầm. Là con có một người em nó nói về thiên tâm á, thì con nhờ cái gì nó cũng làm rất là vui vẻ. Thì con nói thôi em ráng đọc trên thiên tâm đi, tại vì chị thấy rất là hay. Thì nó cũng đọc nhưng mà nó lâu lâu nó mới đọc một lần, nó có đọc thường xuyên. Thì con cũng khuyến khích em con là nói bây giờ nếu mà em đọc mỗi ngày như vậy mà buổi sáng thức dậy sớm, người mình sạch sẽ, mình đọc thì rất là tốt. Như vậy con khuyến khích mà con lại làm cái chuyện như thế này thì không biết có tội không. Thì nó khuyến khích là đọc kinh nhưng mà không phải làm người mẫu. Không phải con khuyến khích đọc kinh nhưng mà con nói em đọc kinh thì chị phát lương. Thì cũng tốt, cũng giống ngày xưa Phật dụ Ngài Nan nhé, cầm bình bát có tay về đi. Tại lúc đó Ngài Nan đang làm chú rể phải không? Người ta sẽ có 500 cô dâu không hay có một cô. Thì lúc đó Ngài Nan thay 500 bà vợ đã hơn một bà phải không? Đi tu luôn vậy đó. Thì cũng tốt á. Thì con nói nếu mà em đọc
kinh mỗi ngày mới được phát lương, còn nhận lương còn thiếu thì không có được nhận lương. Đây, cái đó không, cái đó là sợ, không có. Dạ, con cũng sợ, sợ mình, nhưng mà cái đó là em con không mới dám nói. Chứ người khác thì con cũng không biết sao, thì chỉ khuyến khích vậy thôi. Mình cũng đừng có nên nói với những người không hiểu. Dạ. Họ chửi ngược lại cha hay với phụ, họ bị mất cái duyên á. Dạ. Nghiệp họ thôi, chứ không phải là phần mình không có gì mất. Thì con á, thì con khi mà con nói một cái gì đó thì con giải thích về thiên tâm á, thì con đưa cuốn kinh thì con nói thì không phải là chỉ đọc kinh không, thì trong cuốn kinh này rất là hay, thì phải đọc từ đầu cho tới cuối. Thì cái phần đầu rất là quan trọng, là giải thích đạo thiên tâm là gì, là tại sao cái dấu mà đeo này không phải là dấu thánh giá mà là dấu chữ Phật. Thì phải đọc, thì con không có nói nhiều nhưng mà cứ đọc đi, nhưng mà cái phần đầu rất là quan trọng, đừng có đọc khúc giữa không hay là khúc chót không. Thì con chỉ khuyến khích vậy thôi. Thì những ai khổ thì con cũng hay mời đó. Tại vì con thấy cái bản thân của con. Này kể cho mình nè, bạn này là ca sĩ number one của họ. Tại ngày qua mình nhờ ông thằng mưa giữ nước lại, bữa nay ông xả xuống nhiều cho nên dột luôn chỗ này. Buổi lễ rất là thành công, tại vì tối đó cái mấy vị về họp với sư phụ á, mấy vị khen và tất cả mấy đứa con họ Thiên á rất là tuyệt vời. Không có câu nào khen hơn, à mấy ngày khen chứ tuyệt vời. Rồi mấy vị khen rồi, hồi sáng cũng vậy, hồi sáng thường cũng có nói chuyện với mấy vị. Chung là kỳ này làm rất là đàng hoàng, rất là được. Núi mình là núi duy nhất giữa cõi connection, đó là cái cầu đó, giữa cõi người và cõi trời. Chỉ có Thiên Long Sơn là cái đó. Còn hiện giờ trên thế giới những cái nơi nào họ nói cái gì đi nữa, sư phụ không tin. Tại vì cha ở đây, sư phụ đang ngồi đây. Quá đi cầu khắp mọi nơi, chỗ mà linh thiêng nhất, mà chỗ họ dành nhau mà thánh chiến đó, đó là Jerusalem, Do Thái. Bây giờ một đống dòng linh nữa, tại bữa giờ chết cũng mấy chục nghìn người á, thì dòng linh nó bay đâu, nó cũng bay lại cái chỗ mà Chúa chôn á, chỗ mà người Hồi giáo cũng dành, người Công giáo cũng dành. Cho nên giờ Phật, Thánh Tiên, tất cả các vị đều dồn về núi Thiên Long Sơn trong lúc này. Trong tương lai cũng vậy, hiện giờ nó là thánh địa rồi. Trong tương lai khi mà sao phụ nổi tiếng thì cái Thiên Long Sơn nó nổi tiếng theo, các con họ Thiên cũng sẽ vui chung với thù. Đó là niềm hãnh diện danh dự lớn mà hôm nay chúng ta ngồi đây cũng không phải biết cái tương lai của chúng ta họ Thiên, mà sau này rất là lỗi lạc, đi đâu ai cũng sẽ kính nể. Đó là sự thật. Mà từ đây tới đó, những đứa họ Thiên mà không có chịu tu tập, không có ngồi thiền, mà tánh bộp chợp á, tức là không có cái định lực á, sẽ nghi ngờ ngờ, không biết những gì sư phụ tôi nói không có phải là Chúa số không này khác. Tức là khi mà mình sanh nghi ra rồi thì cha cũng đã nhìn thấy cái đó, sư phụ cũng nhìn thấy. Một số đệ tử vì nghe năm năm nay chờ cũng lâu, rồi cộng lại kinh tế đói, rồi nhìn xung quanh hoàn cảnh gia đình đang eo hẹp, rồi việc làm, rồi lỗ lã, vân 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 vân, thì lúc đó sẽ sanh lòng chán nản, không có chịu đọc kinh, không có chịu mời thiền. Thì lúc đó mấy con không còn lòng tin với Thượng Đế, với cha nữa. Thì lúc đó sư phụ con biết sao cứu.
Hôm qua cha có dạy mỗi đứa họ thiên phải giữ vững lòng tin đó. Tất cả phải giữ lòng tin. Người mình không có lòng tin đó, là tự động đó. Tự động bản thân thân của mấy con đó, là đánh mất đi một cái giống như mình mất đi cái thính gì vậy? Mất đi một cái nguồn vui trong cuộc đời. Nếu con người không có lòng tin sống rất là khô khan. Người có lòng tin là có tất cả, mất lòng tin là mất tất cả. Khi mình không còn tin Thượng Đế, không còn tin kinh điển, không còn tin Phật nữa, thì tin vào ai? Mình cứ nghĩ mình tin vào bản thân mình. Bản thân mình là cái gì? Bản thân mình là một cái thân tứ đại bé nhỏ. Người ai đến gần với mình cũng đa nghi. Mình nghĩ người này đến với mình lợi dụng này, lợi dụng kia, thì mình rất là nhiều nghi kỵ nổi lên. Rồi mình cũng y như một con gà mà bảo vệ gà con vậy. Ai tới gần là sực lên đá ta trước, không có cần lý do. Thì người không có lòng tin, không có tu tập, nó sẽ từ từ trở thành vậy. Rồi cũng sẽ từ từ cô lập mình ở trong cái bức phòng, đóng cửa lại ở trong đó, chỉ thích ăn rồi ngủ. Rồi tới ngày ra đi một cách âm thầm, chẳng ai thương tiếc nhiều, không có những người thân khóc chuyện về từng họ cũng quên. Còn những họ thiên các con mà giữ vững lòng tin với cha Thượng Đế, với sư phụ, cứ một năm Tết về Thiên Long Sơn thăm cha thăm mẹ thăm sư phụ, mùng 9 Tết, trong một năm lỡ như con có làm lỗi lầm gì, lỡ như con có accident không, là tai nạn, mất baby phải không, mùng 9, lỡ như mình có lâu lâu người tình cũ không đủ cũng đến cái này đủ thức chữa lỡ, thì mùng 9, chỉ có mùng 9 cha là Thượng Đế có thể xóa tội cho mấy con. Chỉ có về Thiên Long Sơn mới có cái đó, gọi là ngày xá tội. Nhưng một năm có một ngày thôi nha, chứ không phải như bên Công giáo là từng nào cái là cũng lên che cái bức màn ông cha không có khả năng xóa tội. Chỉ có Thượng Đế là người duy nhất xóa tội các chúng sanh thôi, các con thôi à. Nên nhớ, còn mấy ông cha nhà thờ chỉ là hình thức thôi, nó không đâu có làm được. Còn xóa hay không lấy gì bằng chứng? Còn sư phụ là người bảo đảm làm chứng luôn. Ở đây mình nói chuyện là có certify đàng hoàng, chứ cha mình thôi. Rồi tết chính, rồi mình còn có đừng nói chi sao cái mùa đông nè, bắt đầu từ tuần này nè, hết mưa đó là mùa xuân hoa đào nở đầy ở Thiên Long Sơn. Mấy con về, mấy con chỉ cần ở tuần đây rồi mang đồ ăn lên ngồi thiền trong đó, nhìn hoa đào nguyên một dãy thôi cũng thấy tâm hồn phơi phới. Phúc hồ chỉ lúc nào, ngày nào cũng có họ thiên khắp tứ phương về đây. Giờ cũng có những đứa ở gần đây nè. Quên những cái chuyện u sầu trước mắt. Chồng hắc ám tiệm gì bị gì đó đủ kiểu. Rồi mùa hè thì cứ về đây mình đi hai kinh lên núi. Còn ngày lễ gì nữa ta Phật đản. Nhiều lễ lắm, hồi xưa hầu như là hàng tháng đều có lễ, dù có một cái danh sách. Giống như birthday của Đức Thầy, birthday ngày này ngày nọ đó, lễ của bên Phật, lễ của bên Thần nhiều á. Mà thụ đâu có làm nổi. Giờ mình chỉ lấy mấy ngày lớn thôi. Đó là Tết, rồi ngày mùng 9 xá tội với ngày lập đạo. Rồi ba cái đó là permanent của họ thiên.
trinh trọng. Hả? Hay. Bắt đầu ngày mà sư phụ thỉnh tượng mẹ để mẹ hiện về trong này thì tôi có bố ông Tứ Đại Thiên Vương, ổng có tượng nó nhiều đẹp không, nhưng mà ổng quá thân cũng người bự có mình vậy đó, ổng đứng đó. Thật sự ở đây cũng giống như núi mình thôi, cũng linh thiêng, cũng có điểm đọc ở đây hay đọc trên núi cũng giống nhau. Ở chỗ nào mà của sư phụ lập ra là mẹ bỏ điểm mình ngực rồi đó. Nên đây có một số đứa đệ tử nó không có lái xe lên cao được á, cũng tới đây, nên họ thiên lúc nào cũng có cửa vô đây, lúc nào cũng vô đây là đưa ông nước bộ vô phái vậy. Cũng mở máy ca rùm xì bèn. Những cái này không phải tiền của sư phụ làm ra này, thì có cha của mẹ không, cái gì mà có sư phụ mua rồi để lại cả chỗ này cũng được, cũng bị lon từ những đứa họ thiên. Tùy theo mỗi cách mỗi đứa biết sử dụng hay không. Hiện bây giờ trong này có cái phòng ngủ, có cò, có tắm, sao là được. Mấy ghế này dẹp bên đó, còn để bố ngủ có 10 người cũng được. Người chưa dám cho là tự gì có một không được. Tại vì có nếu mà mình ngủ đây hôm lát nó lên phải không, mình để chờ đến lâm đông đó. Thì ví dụ như sau này hai ba đứa qua khỏi có khách sạn ngủ đây cũng được. Tại vì nhà hàng ít, đồ ăn nhiều, không có cần phải nấu luôn. Chỗ nào mình tắm được là mình ngủ được, đây tắm được. Người tôi chưa dám cho ngủ, rồi tại vì nguy hiểm đó. Nữa hôm lấy nó vô đập cửa làm sao. Phải đông đông, rồi nguyên cái dĩ này nè. Nhiều người vô đây làm việc, thì hôm lấy nó không có lên này nó phá mình. Mấy đứa con thấy buổi lễ mấy đứa con có đứa nào có cái gì có ý kiến có câu hỏi gì không, lên đây phát biểu. Dưới cây trên đàn cây, đến nào muốn hỏi hỏi. Cái con học phải hỏi,
giống như hồi nãy MC Đức Tiến á, chắc nó ghi mấy câu này từ đời nào nó mong cho tới gặp sư phụ hỏi, đúng không? Chứ làm gì nó nghĩ ra được mấy câu đó, chắc cái nhà ảnh cũng nghiên cứu á. Thấy là thù trả lời nãy mấy đứa ngồi nghe không hay không? À tối ngày em bị gạt nó mày có nhiêu tiền mày móc cho nó đâu, họ phải tức. Nhiều khi người ta gạt một cái 500 có ngầm suy nghĩ làm sao để đòi lại á, trong khi mình mất một đống cơ hội trước mắt, không hiểu không? Sư phụ nói thật chứ không phải là nói để mà theo cái kiểu mà ấy không, thiệt á. Một người nào gạt mình là mình coi nó như cái nghiệp cho nó ăn rồi. Có bài không hỏi sư phụ. Đấy, là đúng như là loài người của mình á, đi qua nhiều tận thế không? Rồi sau cái mỗi lần mà tận thế xong nó cái cha Ngọc Hoàng á lấy một chút xíu trí thông minh của mình, bởi vì mỗi lần tận thế càng loài người càng đi xa hơn, với lại đi xa hơn như tin tưởng vào cha mẹ cá nhân. Về cha mẹ cũng giống như cha là một mà cha với mẹ là hai vợ chồng nhà nông. Chúng ta đó là những đứa con thì cứ 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm sẽ có một trận gọi là đại hồng thủy tiêu diệt chết loài người, giống như thời Noah, thời dinosaur, rất là nhiều thời mà những cái dấu tích nó còn nằm lại trong dòng lòng đất. Hiện bây giờ những nhà khảo học lo lâu môi ra cũng chả hiểu, còn sư phụ đi hỏi lại mấy gì, tại vì kim tự tháp ai xây, phải không? Còn vạn lý trường thành thì dĩ nhiên mình biết là Tần Thủy Hoàng xây rồi, nhưng mà có những cái kỳ tích trên thế giới chả ai biết ai làm cái này. Rồi những người UFO bây giờ có những cái clip mà trên YouTube đó, là có những người ghê lắm, giống như người hành tinh, người ấy là nó, nhưng mà họ sống xí cứ mỗi một khoảng 50.000 năm hay là 30.000 năm thì trái đất nó reset lại một lần. Đúng ra kỳ này cũng bị như vậy. Tại sư phụ nói chuyện với ngài nhạc phụ là ba của sư mẫu là ông Long Dương, cái câu về biển nước á, ngài thường ngài nói con có biết ta ngày xưa là cai quản luôn cả cái mặt đất, ngày xưa nó không có đất, bây giờ mình có đất, hồi xưa nó biển hết nguyên cái trái đất này, giống như 95% là nước không, thì Long Dương cai quản luôn cả cái mặt đất, cả năm châu, thì tất cả những loài rồng thời đó, thì những đứa mà cốt rồng đó, nó sanh ra cũng từ thời đó, cách đây hàng mấy trăm nghìn năm rồi. Đến khi mà cha muốn có mặt đất để cho những chư thiên trên trời xuống đây để mà dùng cái mặt quả địa cầu để học hỏi, thì nước rút vô, rút đi đâu mình không biết, có thể rút xuống sâu trong quả địa cầu, hoặc có thể làm mây bay lên. Cho nên nước lên nước xuống là do Long Dương ông, ngài cần cho cái mặt nước lên cao lên thấp. Rồi ngài mới nói là ở lòng đại, chỉ có lòng đại dương á, bao nhiêu chuyện diễn biến trên mặt quả địa cầu chỉ trên 200 độ thôi, thì tất cả mọi thứ đều tiêu hủy hết. 300 độ, độ nóng đó. Cả kinh điển sẽ có bị thiêu hủy bởi lửa hết, thì tất cả những kinh điển phải nằm ở dưới nước mới lưu trữ lại. Thì đến khi mặt địa cầu trở lại bình thường thì lúc đó ngài mới đưa kinh điển được lên. Cho nên dưới lòng cung á, là tất cả những đồ quý giá nè, rồi kinh của Phật nè, nằm dưới lòng cung không à. Còn cái mặt địa cầu mình nó cũng giống như là nãy thường nói là trái mẹ là nhà nông, chứ con làm vụ mùa này trồng khóm, trồng xong cái con gạch khóm, xong con bừa xuống cái con trồng dưa, cũng vậy thôi. Tức là mỗi lần mà phá ruộng á, thì là mỗi một lần quả địa cầu bị reset trở lại. Hôm nay chúng ta không có bị reset, chúng ta lựa lại khác hơn những cái thời xưa, khác thời của Atlantis hay là thời của ông đó à. Thì những cái giống người thời xưa đó, họ
họ rất là hiện hữu trên trái đất. Người khổng lồ cũng có, người tí hon cũng có. Chúng ta chẳng qua là những một cái lớp học mà cha tạo ra để mình dùng cái này để một khoảng thời gian nào đó mình học xong, mình lấy chiếc khôn của cái quả địa cầu rồi mình trở về nhà. Nhà này không phải nhà của mình, cái thân xác phàm này không phải là thân của mình, chỉ có linh hồn là bất tử là của mình. Mình phải dùng thân này, mà mình là một đứa con hư, mình không có chịu học cho đúng một đời người, mình cứ ham vui thì cha cho ở lại lớp, thì lúc đó con già rồi không, thì bệnh tật thì quỷ cái xác, thì con phải đi mang cái xác khác. Mà nếu con hên thì con mang xác người lại. Mà nếu con làm những cái chuyện đại trọng tội thì con mang xác thú bốn chân, hay là mang hay là đầu thai vô Africa, hay những cái xác dân thấp hèn là sao, không có đủ chiếc hồn rồi sao học về trời được. Đó là đi học để kiếm ăn thôi. Đó là bao nhiêu khoảng 5-10 nghìn năm nó sẽ có một sự cố đó, gọi là đại quỷ diệt, đại tận diệt. Những đứa ngồi đây nè, sư phụ coi cốt, sư phụ thấy là đã theo sư phụ cũng nhiều đứa, nó cũng theo sư phụ nhiều đời rồi. Cho nên kiểu nào đi nữa nó cũng vẫn cảm mến sư phụ, nó giống như có cái nhiệm vụ gì. Nếu như gặp người thân của mình mà không biết thân đời nào thì sư phụ coi lại, à thì ra hồi xưa cũng theo. Rồi bây giờ sư phụ hạ phàm với những đứa trên trời cũng nhảy xuống. Cho nên mấy con đa số là nhỏ hơn sư phụ chừng 10 tuổi, 8 tuổi, 5 tuổi. Tại vì sư phụ nhảy xuống xong, bạn của tôi nhảy xuống rồi, tại trời chúng ta bạn nghe xuống đây làm thầy trò, để nhảy theo. Đứa nào nhảy xuống chậm, con nhảy chậm nhất cho nên con nhỏ tuổi. Nhỏ này cũng ở trên trời á con, tiếng á. Thu biết được là cái quả địa cầu này tuy là nó mấy triệu năm, nó làm tới làm lui mấy vị nó cũng khoảng rất là nhiều lần. Tại vì giống người có một lần những vị lớn gọi là thiên trưởng, những vị mà có quyền năng nắng và tạo quá giải thích tình phụ là mình bây giờ mình chỉ có male and female, men and woman thôi. Rồi men là bố mình cộng lại mới sanh ra con cái. Nhưng mà thật sự nó không phải như vậy. Mấy vị nói ngày xưa quả địa cầu này cũng có một thời gian không có đàn bà, cũng không có đàn ông, chỉ có một loại người mà combine cả hai, vừa là đàn bà vừa đàn ông rồi sanh luôn. Mà trong lịch sử của thư viện Mỹ đâu có. Mấy vị nói ở ngay đây luôn có giống người đó, nhưng mà tự nó quá cổ rồi. Rồi nó cũng lại có một cái giống người toàn là men không, nhưng mà lại sanh được. Rồi còn qua cái thời đại đó toàn là nữ không, rồi cũng không cần men cũng sanh được. Cũng như những cái nó có tất cả. Bữa hôm cái gì giảng cho phụ nghe là có 5 loại chứ không phải như thời nay mình chỉ có men của mình rồi mình thấy ghê bê đê rồi lại khác. Đó là thường thôi. Con người chúng ta có kiếp đầu thai làm phụ nữ để mà học hỏi cái khổ phụ nữ, có lúc mình đầu thai làm nam để học hỏi cái bản lĩnh của nam. Cho nên cái những thằng nam á nó ẹo rồi tự về giống như là nữ à. Cho nên con đừng có coi thường họ, tại vì mình cũng đã từng trải qua như vậy. Đấy là nam với nữ là một cái quá trình để mà học thôi, chứ nó không phải là cái gì gọi là khác thường hết á. Ở trên trời những gì thiên trưởng tạo hóa không cần có phụ nữ, họ cũng tạo ra con cũng được. Họ dùng thần thông họ biến hóa ra. Lỡ là những tầng trời cao trên tầng thứ 15 trở lên, còn tầng thứ 6 cho tới tầng thứ tới bầu trời mình nhìn thấy. Con nên nhớ mỗi một tầng trời sao bao nhiêu không? Khoảng mấy tỷ ánh sáng đó.
một con người có bệnh trẻ đứng cũng cả mấy trăm thước á, dù cao chứ không phải có mấy feet đâu. Thì từ tầng số 6 mà tới tầng cái bầu trời mình thấy là tầng số 1 á, tầng của Chúa Giêsu dạy thường cái tầng số 2. Thì những cái tầng đó dẫn tới gia đình ở dưới thế gian sống mà hạnh phúc, về chết gặp lại vẫn có con nam và nữ, nhưng mà họ không có sanh như kiểu sắc phàm chúng ta, họ sanh bằng cái nắp. Họ sanh rất là dễ, phụ nữ trở nên sanh bằng cái nắp, rồi lên cao cao nữa đó, thì những cái tầng cao hơn số 7 trở lên họ không cần phụ nữ mà đàn ông cũng sanh được, gọi là con trời. Những cái người đó gọi là người trời, gọi là quá sanh, biến quá ra. Rồi khi biến hóa ra những cái hài nhi đó, những hài nhi đó nó cũng là nít thôi. Đó là lý do tại sao Thiên Long Sơn á, mỗi lần mà thuộc tổ chức trung thu á, là mấy đứa nít trên trời nó xuống đầy bầu trời luôn, nó sắp hàng, nó chơi chung với mấy đứa nít mình. Có những năm á, trời quá trời nít. Tại vì dưới này mấy đứa kia thì sư mẫu mua bóng đèn, thì trên kia nó cũng ham vui lắm. Và nó sắp hàng, ở đây mình sắp hàng giống như đào không, lên xuống lên xuống. Còn ở trên trời tụi nó sắp hàng zigzag, đứng trên đứa này đứng trên đầu đứa kia, kiểu vậy. Ngày qua cũng vậy, mấy ông hồn đi trong núi về quá trời đông luôn. Ông mấy vị nói hả, lần này nó gấp 10 lần hơn những năm hồi trước chùa Phúc. Cỡ chiếu kỳ này là đông nghẹt luôn, không có thể đếm xiết, a million. Hồi xưa chừng vài chục nghìn vị thôi. Tại vì này có mấy vị cổ Phật rồi đông lắm. Rồi mấy vị hồi hôm hợp với sư phụ, mấy vị khen tuyệt vời, thái tử và đại tử với thái tử rất là tuyệt vời. Mình được thần thánh khen đó. Evan, so tell people about your story, your meditation, and during the time We have yesterday. Yesterday we had a time to meditate. We were all meditating, and the meditation right after I started, like a minute or so, immediately I saw, and I was looking at the table, what the tables were in the center. And immediately I saw, instead of the tables, I saw the back of a seated Buddha, the back and head, very artistic looking, not a high definition TV or anything. And I saw it fill in a row all the way across, and then another row of individuals, and then more, and they got faster and faster. And they filled up the whole screen and went on and on and on. I couldn't count them. I'd say thousands, just countless, filling the whole screen. The ones nearby were larger, and they got smaller as you went farther away. And last year, I also saw figures like that, but it was 10 times or less than this time. So that's what I saw. Mình không những là ghé bên trong lúc mà để bên là có cái định lực thiền đó là cao học từ núi Thiên Long Sơn. Hôm nay mình đã thấy được nhiều cái, thấy được hào quang của sư phụ á, có làm kể. Thì hôm mấy vị về nói chuyện dịch rất là đông. Hôm qua sư phụ nói chuyện với cha rồi, cha mặc áo lông bào màu xanh á, núi mình là một cái núi linh thiêng, rất là cực kỳ linh thiêng, cho nên mấy con lên chảnh á là chỉ có vui thôi, không có thể nào mới con buồn được. Mà tình yến thanh không mà nguyên cái núi á, mấy con mà có mắt mà nhìn á, hào quang nó bao phủ cái núi mình. Lần này mấy vị về đông gấp 10 lần những năm về trước. Theo thường nghĩ á, nghe là chắc hết khổ á, mấy vị xuống
cha khen sư phụ. Cha nói giống như là sư phụ làm cái đạo ở dưới thế gian thành công, thì thượng sư phụ nói là không có trở về trái đất nữa, không khi thế gian còn bất công, dù không về trời, đúng không, thành Phật là không về trời đó. Là cha cho một cái mission mới, đó là đi những thành tinh khác đang cần con lập đạo. Nghề của sư phụ là nghề lập đạo chứ không phải nghề kỹ sư. Bây giờ sư phụ mới hiểu tại sao cha cho sư phụ làm kỹ sư về di mạch, là tại vì nước Việt Nam hiện giờ đang cần di mạch á. Bây giờ sư phụ quen hết mấy ngày nay mà sư phụ mà về cái là nó kéo theo quá trời luôn. Chuyên ngành nghề đó mà. Trái đất chúng ta, trở lại câu của tử Hồ Điệp kêu cốt nó luôn, cũng như toàn tố nghi rồi mà quá. Thôi nè, thật sự ở trên trời chúng ta đều là gọi là cái chân mệnh, cái nguyên thần đó, con này con kia, có đứa phụng hoàng, có đứa rồng, có đứa bốn khổng lồ, thì cũng là loại hiền, loại hiền, đứng hồ ly gần như lô kè, có tầng thứ 5, thứ 6. Sao lên chứ? Bây giờ con đọc kinh nhiều đi, con độ chút sanh nhiều đi, con lên cao. Nhưng mà được về trời còn hơn là con đầu thai làm người trở lại. Bây giờ đó con đầu thai làm người trở lại, con gặp người thành người mễ hay sao? Hay thành những sắc danh khác là làm sao? Tại linh hồn mình đâu biết mình thành người gì, đúng không? Đâu phải hên thành người Việt đâu. Lúc đó đâu có sư phụ đâu nói chuyện với con. Con đâu có biết Phật Pháp gì nữa. Về trời mà tầng thấp quá cái rớt xuống là bực nữa. Tầng thấp mới đã, để yêu có gia đình có con là được. Còn tầng cao quá thì cũng ok, nhưng mà tầng cao á nó không còn cái dục vọng. Dưới thế gian mình còn yêu, mình còn ham cái chuyện nam nữ á, thì mình ở tầng số 6 tới số 1. Còn khi nào ở dưới thế gian này á, con thấy đàn ông còn chán đó, cô cho con lên tầng thứ 15. Wow. Khi mà thấy đàn ông con chán đi, bây giờ con chưa chán mà phải không? Có nhiều đứa gặp đàn ông cũng còn mê rồi thôi, ở số 6 chứ. Mặt con mà chán. Con xin cùng ông 15 bên kia rồi đó. Ok, vậy thì kêu người thử con nha. Hữu Tích, thử con Hữu Tích. Nãy thử nhiều lắm rồi, nó không có ăn mà nó dọc hư chứ nè, làm héo hết trơn. Cô biết được ra là từ đây rồi tới những ngày kế tiếp, dù có nhiều chuyện phải làm khó khăn. Và hồi xưa là hồi chỉ làm cái móng, và phần đạo coi như là tạm ổn, về phần đời nó mới bắt đầu. Phần đời nó khó hơn, tại gặp mấy người toàn là trí thức, giống như kỳ này đi Nam Cali vậy, họ càng trí thức, họ càng không hiểu sư phụ. Nhưng mà họ thương sư phụ một cái gì vơ vơ, giống kiểu mấy đứa anh nãy á, nhóm ca sĩ đó, thương sư phụ đúng không, nhưng mà họ không có hiểu, gặp là cứ ôm chụp cỏ rồi á lã đi ấy, mình đâu mà sao giải thích được. Nhưng mà trong cái tiềm thức của họ đó, họ biết là họ cảm tình với sư phụ thì cũng được, tạm được. Thì những người này khó có tu lắm. Thì mới hỏi sao lại có một nhóm mấy đứa em này
như vậy. Thế bây giờ nói họ cũng là nhiệm vụ, cũng là một cái sứ mệnh, giống như mấy đứa con đang làm trên mạng cũng là độ, cũng là sứ mệnh hộ pháp. Nhưng mà mỗi người phải đi mỗi ngành đó, họ phải đi ngành đó, đến khi thụ cái chìa khóa mà mở đó thì những người này mới độ được những cái người của cái label của họ, có hiểu không? Thì nó mới kéo cả đám cả làng. Thì mỗi đứa con cũng phải như vậy. Ví dụ như đứa nào làm về nhà kỹ sư thì kéo đám kỹ sư theo liên tâm. Thì mỗi đứa đều có nhiệm vụ xung quanh mình hết. Mấy con đâu có thể biết chuyện rõ ràng như ban ngày, kêu mưa là mưa, kêu ngưng mưa là ngưng mưa, ngưng gió ngưng gió, mấy con không thể kể được. Ngày hôm qua cả 500-700 đứa làm chính thì thế nào cũng kể một đống người nghe, đúng không? Dĩ nhiên người ta không tin ngày đầu, nhưng mà từ từ với cái bản lĩnh của mấy con là ít có nói cái gì mà không có sự thật, thì người ta phải suy nghĩ lại, đúng không? Chồng mình, em mình, bạn mình, họ suy nghĩ lại đi. Trên thế gian có người làm được ngưng mưa đó là bằng chứng vậy. Thì cũng là hộ pháp, nhưng mà với dạng mega. Thấy ca sĩ hồi nãy ngồi nghe sư phụ á, thầu hấp ca sĩ Nhật Hãng thích rồi đó. Thế là từ từ cũng đổ rồi. Rồi là cái microphone đến ngồi đó nói. Thưa sư phụ, con có một cái điều mà thắc mắc là hôm nay mà con không có biết hỏi ai. Hôm nay là con mong nhờ sư phụ cho con thì ý kiến là con đúng hay là sai. Nhưng mà con nói cái vấn đề này thì nó cũng hơi tế nhị chút là không phải của Thiên Tâm Đạo mình, nhưng mà là bên Đạo Phật. Là tại vì con hồi trước con tu theo cha mẹ và cũng tu theo bên Tịnh Độ là cũng kinh niệm Phật, con cũng đi chùa thường xuyên. Nhưng mà sau này á thì có nhiều cái vấn đề mà con cảm thấy là không được vui, không được quan hỷ khi mà lên chùa đó. Có nhiều cái nó về nó phiền não quá sư phụ đó. Thành ra giờ con không ít đi chùa, nhưng mà có một cái vấn đề như vậy, con lên chùa rồi con biết nhiều cái điều mà đúng ra là không nên thấy mà phải thấy, không nên nghe mà phải nghe đó. Rồi về các phiền, rồi cái con ở nhà, rồi có nhiều người hỏi con thì con chỉ nói là con không có duyên nữa, con không đi, thì ở nhà tự mình soi đường như là sư phụ dạy đó. Rồi có nhưng mà có điều là như vậy, có nhiều người bạn thân đồng đạo với con thì họ có họ đến mà con biết là cái vị mà tu, một vị tu chân tu hoặc là mượn áo đạo tạo đời thì con không dám bàn luận tới. Chỉ có cái là con thấy những cái điều họ làm không đúng với những cái giới luật của Phật đó. Thì khi bạn bè của con đi mà con thương họ thì họ tới rủ con đi thì con có nói những cái vấn đề của thầy đó như vậy vậy đó. Tại vì nếu mà mình cúng, mình phụng sự Tam Bảo mà đúng thì phước báo vô lượng vô biên. Còn nếu mà một vị mà mượn áo đạo tạo đời thì cái điều đó họ tạo nghiệp mà mình vô tình mình cũng cộng nghiệp với họ, bởi vì những đồng tiền mình gửi tới cúng mà họ sử dụng vào những việc bất chính thì rõ ràng là mình tạo nghiệp với họ. Thì bạn con và có nhiều cũng có nhiều con cũng nghe giảng ở trong kinh những vị thầy là đó, người ta tạo nghiệp thì người ta lãnh, còn mình á mà nói mà cản mà khuyên và với những ý nghĩ không tốt thì là mình người ta chia tuổi nghiệp, mình đã tạo cái khẩu nghiệp cho mình thì không nên nói. Nhưng mà theo con nghĩ á, những cái lời sư phụ dạy là bi tí dũng, thì cái dũng đó là cái gì? Là phải nói thẳng và nói thật, nói đúng, phân biệt sai và đúng. Thành ra là con vẫn nói, nhưng mà họ nói như vậy, thành ra đôi lúc con cũng thắc mắc là những điều con làm như vậy, con nói như vậy là có nên hay không nên, là đúng hay là sai. Con cầu mong sư phụ chỉ dẫn cho con để cho con biết được cái hướng đi của con. Con tạ ơn sư phụ. Tóm lại câu của con hỏi là thấy một vị thầy làm sai, mình có nên nói cho người khác biết hay không, đúng không? Con không
không có, dạ con cũng như con không nói thẳng. Rồi hãy thôi giải thích. Dạ. Sư tổ của con là Hòa Thượng Tiên Quán. Thế gian này thua không có sư phụ thật, chỉ có một mình Hòa Thượng Tiên Quán cho tên của sư phụ là Xuân Di. Đức thân ngài nhận sư phụ là đệ tử. Hồi lúc mà sư tổ còn à, tại thế, những ông thầy sai á, Hòa Thượng cứ lên báo nói thẳng: kiến nghĩa bất di vô dục giả, gian mi bất xuất mạng hùng. Và đức thầy cũng có nói, thấy người làm sai mình không nói, mình cũng là không đúng, mà mình nói á, với theo cái trình độ của mình. Áo vàng thì để ở trong chùa người ta có luật pháp của thầy, thì những gì thầy làm sai thì có những gì thầy khác phạt. Mình không có nên nói thẳng, còn mình chỉ có thể nói với những người thân của mình thôi, những người bạn mình thôi, có quyền nói và tùy theo người nói. Như ở con thì con nói với bạn con, như ở hàng sư phụ á, sư phải nói thầy này như vậy kia là để sao, là tự gì sẽ có mỗi một ngày có hàng vạn hàng ngàn người đi xuống cầu trùng như đó. Sư phụ là Bồ Tát xấu, sư không nói, ai dám nói? Nói để cho bớt có nhiều người xuống địa ngục. Nhưng mà mấy con hàng Phật tử đức thấp, căn cơ thấp, mấy con chỉ có thể nói với bạn bè thôi, mấy ông phải nói ngược lại cái người có cái đức cao mình. Một ông thầy ổng phá giới nhưng mà dầu sao ổng cũng hơn một đống người bình thường, đúng không? Dạ. Mình không có nói đụng thầy, nhưng mà mình có thể nói với bạn đạo. Còn ở hàng cái vụ là khác. Có một lần lúc mà Thiếu Long Sơn có cái tượng Phật đầu tiên, bây giờ bằng cái bức hình, chỉ có một mình cái hộ là mặc áo vest đồ đen, mình chụp với 700-800 ông hòa thượng. Lúc đó tối mẹ với Phật bạn ăn về, con á, sau này sẽ độ hết tất cả những vị thầy này vì họ đã đi sai đường lạc lối. Một cái áo đen mà đi độ mấy trăm người áo vàng, bây giờ là thiệt đó. Bây giờ những vị áo vàng vẫn nghe clip sư phụ, con có biết không? Nhiều lắm. Cho nên cái này yes and no, cái câu trả lời tùy theo mình nghe. Thí dụ như thầy thì nói thầy, Phật tử thì nói Phật tử. Chứ giờ con lên con biết ông thầy làm sai, con mà có nói gì nữa đó, con cũng vẫn bị phạm. Trong luật Phật, mấy ông thầy làm sai chỉ có trong cái tăng đoàn, họ giống như là cái ngày mà tạ lỗi với lẫn nhau. Còn mình thấy ông sai mình né. Và đồng thời một đại đại Bồ Tát gọi là siêu luôn á, mà không phải là dạng như kiểu sư phụ để độ số lượng đông người á, dạng mà cũng như kiểu mà ngồi trong gốc cây rồi không muốn gặp, không có một đệ tử nào, không có ai hết. Và cũng không có chùa, cũng không có nơi, chỉ có một cái hang đá hay là hang động nào. Thì những vị thầy đó sẽ không bao giờ nói, tại vì những vị thầy đó có cặp mắt khác, là vì những vị thầy đó sẽ thấy cuộc đời nó vô thường lắm, giả dối thật, thật giả dối thật, thế tới lui. Mà nếu mà nói ông này đúng thì cũng không đúng, nói ông này sai cũng không đúng. Giờ nói thầy Pháp Hòa sai cũng không đúng, mà nói ông đúng cũng không đúng. Là vì chúng sanh có nghiệp mới gặp những người này. Là vì Bồ Tát đang ở Thiên Long Sơn thật, họ lại dèm pha kinh rẻ, thì họ phải bị những cái đó hành hạ họ. Chứ bộ dạy thiền không bao giờ đổ qua Nhật ha. Đi chạy theo một ông này ông nọ, không biết ông gì đó, lại bị cho đã rồi, ông đồng ý kiếp tới cho phụ. Là tự nhiên họ còn cái ngã, cho nên họ phải bị những người đã dạy những bài học trước rồi mới tới phụ dạy cuối cùng. Chuyện này phụ cũng mang lên trên trời, phụ tấu về mấy vị Phật nhiều vụ này. Mấy vị nói con can thiệp cũng không có nổi, là vì chúng sanh họ có nghiệp của họ. Bây giờ có nhiều lúc ngộ lắm, mình có đứa con gái hoặc đứa con trai, mình nói chuyện nó không nghe, vậy mà ra đường á, nó gặp dân chơi vô đảng dạy nó nghe. Thì đời nó có những cái mà chớ chiêu như thế.
Cho nên cần có những người tu bất chánh, không giữ giới, để dạy cho những Phật tử lì lợm cứng đầu. Còn mấy con là có đại phước, mấy con là đi đôi kia bảy dặm đi thẳng luôn, không có bị gì, mà còn rất là nhiều công đức. Đó là cái phước của họ thiên. Cho nên con nói với bạn con có quyền nói, nhưng mà nói với đụng tới ông thầy cũng đừng nói. Sáng ăn đồ phở vậy đó. Bắp mì ly không? Bắp mì ly nó no mới nói chuyện được. Nãy ca sĩ cao quá trời, con biến lòng mắt. Nãy ca ông ca sĩ Nhật Hạ đây nè, với ca sĩ gì á, Nhung Nhung gì đó. À trời, ở đó mấy người đó, mấy người đó quen sư phụ mà, mấy đứa em sư phụ mà, thằng Đức Tiến mà em nuôi sư phụ mà. Rồi chị Nhiễm là nhỏ đóng phim đó. Rồi nói đi. Thưa sư phụ, bữa qua con về núi á, thì sư phụ nói những ai ở núi á, thì được cha cho về, thì con cũng được cái phước đó. Con cũng xin có cái thắc mắc, xin hỏi với sư phụ là thứ nhất á, là về trời có phải là được giảng sanh, và nếu mà được giảng sanh như vậy đó thì mình có còn rớt lại cõi trần này không, còn cái luân hồi sanh tử không? Và tiếp nữa là thứ hai nữa là nếu mà con về trên đó được á, thì con có thể mà níu kéo vợ con, hay là mình có thể mình giúp đỡ được trong gia quấn của mình không? Hỏi liên tục hai mặt cầu để túm gọn lại. Đệ tử này nó hỏi nha, tức là ngày hôm qua đó phụ nó ai có cái hình đó để làm chứng là cha nói cha cho về trời đúng không? Nhưng qua con có chụp hình không? Dạ có. Có hả? Mà thấy rõ không? Dạ có. Ok rồi, coi như con được về trời đi. Ok, về trời không phải là giảng sanh. Chứ giảng sanh thế gian này á, nó có những cái giảng sanh giống như vậy. Siêu cũng không phải là về trời, siêu là khỏi địa ngục, khỏi làm kiếp thú, khỏi làm ma để đầu thai làm người, gọi là siêu. Còn giảng sanh á, mà kiểu bên Phật giáo nói á, chỉ là danh từ, không biết không, đi làm cái hạt sen thì cái đó sẽ là bất tử, đó là sự thật. Hạ phẩm hạ sanh, cũ phẩm cũ sanh, tức là những vị Bồ Tát xuống trần á, đệ tử của Phật A Di Đà hay Phật Thích Ca, những vị Phật cổ Phật xuống thế gian làm nhiệm vụ, rồi sau đó đó họ sẽ đi về chảnh, mà mãi mãi không có trở về quả địa cầu, trừ khi họ có quyền lực xuống để giúp nhân loại là họ đi thẳng luôn, gọi là giảng sanh. Nhưng mà thế gian này không có người giảng sanh, cả những vị thầy lỗi lạc cũng không có luôn, huống hồ với người phàm. Còn Phật A Di Đà nói với ngài Tịnh Không nói câu đó, có nghĩa là hôm nay sư phụ cũng nói tương tự như vậy. Ở trên thiên đàng, cha cho sư phụ một góc trời, một góc thôi nha, cũng giống như cha làm chủ nước Mỹ vậy đó, cho sư phụ thành phố Miên Phi Tát năm mai nhỏ nhỏ vậy đó. Rồi có cái Thiên Long Sơn, con cứ mang con đi xuống, con quảng bá cái program của con, cái chương trình của con có gì hay. Ok, tôi là con trời, tôi xuống đây, đứa nào làm những động tác này, họ này, họ thiên vậy, đi về cõi trời của tôi, thì thụ bảo đảm mang mấy con về, thì thụ là giống vậy, mang về một cái thị trấn của thụ mà cũng là cõi trời, còn hơn là mấy con cái lòng vòng trong lục đạo, vẫn hơn đúng không? Chứ không có nghĩa là còn Phật A Di Đà cũng vậy, ngài cũng có nguyên lực vậy, ngài lập một cái khu của ngài, giống như mọi lập một cái trường học Harvard, ông Harvard ông lập trường học và nội trú. Rồi những Phật tử ở đây mà tu cực khổ, tôi không muốn xuống làm người nữa,
làm người hay khổ hay khó. Thôi tôi muốn giảng sanh theo cõi A Di Đà. Nhưng mà về chẳng đâu phải làm Phật hay làm tiên, làm thánh, làm Bồ Tát liền lập tức đâu. Làm một cái hạt sen, ban ngày cái hạt sen đó nó nở ra, rồi con đi ra con học, tối con chui vô cái bông sen trở lại. Tại vì cái tưởng của mình thế gian vẫn còn, lên trên đó con tưởng cái gì nó hiện ra cái đó. Con tưởng sòng bài nó hiện nguyên cái sòng bài trước mặt. Con tưởng gái, tưởng vũ trường, tưởng gì nó cũng hiện ra. Đến khi nào mà con học mà không còn cái tưởng á, thì lúc đó mới ra một thành, một cái tiên nhỏ tiểu đồng, nhưng mà sanh ra từ cái bông sen. Nhưng mà nó ở trên đó hàng nghìn năm, hàng tỷ năm, một nghìn một tỷ năm trên trời, chịu khó xuống dưới trần này 100 năm là một cơn gió thoảng của trên trời. Vậy cái nào lâu hơn, cái nào khổ hơn, so sánh đi. Thà tôi chịu khổ giống tôi lên treadmill tôi chạy cho xúc mà hơn tiếng đồng hồ, còn hơn là tôi bị cholesterol tôi vô nhà thương. Nó cũng tương tự vậy. Theo thụ nghĩ, mình thà mình chịu khổ một đời người này, và đồng thời mình biết họ thiên sống cách mình phải chấp nhận cái đời sống khổ, và đồng thời về nhà vui vẻ gia đình vợ con thì cũng được về cõi trời. Khi mà hôm nay con họ thiên con về được cõi trời, không có ai ở trển mãi mãi. Ở tới cõi của sư phụ là không có thời gian, là không có già luôn á, tức là bất tử luôn á, gọi là cõi niết bàn, là chỗ sư phụ ở, chỗ cha mẹ ở. Rồi những cái cõi, những vị tiên khác đều phải rớt xuống hết, mà lâu hay là mau thôi. Cái tầng thấp chừng nào là tầng mà tệ nhất á, là 1000 năm ở đây mình thấy nè, của ông tứ đại thiên dương ở bầu trời mình thấy. Tầng của Chúa Giêsu đi, tầng thứ hai đi, có ở đây 1000 năm. Con nên nhớ 1 năm ở trên trời bằng 100 năm của mình. Mà con ở 1000 năm trên đó thì cái trái đất này con nhân lên bao nhiêu năm nó cũng vẫn đã hơn. Nhưng mà giàu cho nó 100.000 năm thì con cũng phải trở về trái đất, con làm lại một đời người để con học trở lại. Tại vì trên đó nó sẽ hết phước, sẽ có hết phước. Thì những chư thiên đó đang mình mẩy thơm tho đẹp bông hoa rồi, khi mà bông hoa nó héo là tự động con rớt xuống quả địa cầu này, đầu thai mang thân người lại. Cái thân người này nó cũng y như là một cái tù vậy đó. Đời sống chúng ta như một cái ao tù vậy đó, nước dơ, không khí dơ, ô nhiễm. Thì đúng là chờ bao nhiêu năm hết phước thì lọt xuống. Mà có những người lọt xuống đầu tiên á, giống như mấy đứa này, còn có trí khôn, còn có dung nhan, còn được đầu thai gần Phật, gần thầy, người Việt này nọ. Nhưng những đứa đó nó qua 2-3 đời nó sẽ đầu thai những sắc dân khác, Nam Mỹ hay là Haiti hay là gì Congo rồi, thử sẽ biết. Làm sao mà tôi mời về trời được. Cho nên bây giờ con đầu thai làm người Việt Nam mà còn gặp được sư phụ nữa, mấy đứa con là đại đại phước hơn hàng tỷ người kia. So sánh đi, thì ở trên trời tầng thấp nhất cũng vẫn đã hơn là cứ mong giảng sanh như kiểu bên ngài Tịnh Thông. Tại vì 1 tỷ năm trên đó lâu lắm. Nhưng mà khi mình về trời tầng thấp trong cái cõi dục giới, nếu mà mình có ý chí nghe, tại trên đó không có người khổ, không có nói láo được, không xài tiền, chỉ có vui và chơi. Ngày nào cũng là ngày Tết, cái này là buổi thụ nói rồi. Ngày nào cũng đi coi hoa nở, có những loài hoa cả ngàn năm. Xuân tức là hoa nở đúng không? Mùa xuân hoa nở mà chảnh thì chư thiên cứ đi tới mùa xuân này, mùa xuân kia đi coi hoa nở. Không có cái khổ thì làm sao mình trơ làm được, sao mình tu được. Không có người xấu, ông tiên nào cũng đẹp trai hết trơn, mà ông tiên nào cũng hiền hết trơn, chọn ông nào. Thôi mỗi ông mình hung cái đúng không, cô tiên cô nào cũng đẹp hết trơn. Trên đó tại sao có những đứa mà xuống đây á, nó nhiều bồn này nọ là từ cũng có cái duyên những cái đó.
Tại vì Vĩ Chánh không có cần khách sạn, cũng chẳng cần chỗ kín gì hết. Chỉ cần người nhìn nhau có thần thông như là điện lực chứ. Bốn mắt nhìn nhau là có cái sự rung động rồi, cảm xúc rồi. Thì ngày con đi vòng vòng cảm xúc biết nhiêu không? Blood run nhiều quá. Xuống đây bị bầm dập rồi. Đó là tạo những cái duyên đó. Anh sư phụ recommend đừng có mong giảng sanh. Rồi phải chờ trước đi là tu chứ. Rồi cái phần con có được có thể kéo nói được với gia đình mình, có thể mình kéo được vợ con của mình, hay là đem những cái người mà thân cận lên không? Nếu mà vợ con á tin cho phụ mà qua nó có chụp hình chung không, nó có chụp hình nó lại rồi gả cho nó, gả cho rồi đi. Không được đó thiệt, nó phải ai muốn lên lên, anh để đồ ăn này, ai muốn đi đi đâu thì mất nhã phải tự đi chứ đâu có đi dùm được, như đi máy bay vậy đó, ticket của ai người đó đi. Thôi trong thời gian chờ đợi sư phụ ăn nha. Người ăn chưa được mà lo gì. Con tặng sư phụ bài hát được sư phụ. Hello. Đôi chân trần nữa sư phụ. Đây là chúng bấm tự bấm tự cả. Đôi chân. Bây giờ chú phải trở lại bằng cái gì? Phải bắt. Đôi chân. Đi gặp.